Hello, Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức, vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021. Xin kính chúc quý vị một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như là luôn luôn thật là nhiều sức khỏe. Có chích về khỏe không cô? Khỏe. Khỏe hả? Có bị gì không? Không, không bình thường, không có gì hết cô. Trời ơi, giỏi quá vậy ta. Đỡ quá ha. Ừ. Dạ. Ừ. Ok hết hả cô hả? Dạ. Ok, dạ. Rồi. Sao con có bị đau gì không? Con chưa được chích đồ đau. 20 năm thì nữa mới được chích mà. 65 tuổi mới được chích. À vậy hả? Trời ơi, đẹp. Con có Phật rồi xong. Rồi, ok. Rồi, học đau là mừng rồi. Dạ, khỏe cô ha. Dạ. À rồi, cảm ơn con nha. Dạ, bye cô. Bây giờ biết nhà có nhà có gì lạ không? Dạ không. Đâu có gì đâu, bữa nào con rảnh con chạy qua ăn chở cô qua cô Liên chơi ha. Rồi con. Dạ ok. Dạ bye cô. Dạ. Thì ngày hôm trước Lộc có chia sẻ là cô kịch sĩ Thúy Hồng á, cô nói là sau 3 ngày cô được Lộc với Loan đưa đi chích và cô sau 3 ngày thì cô cảm thấy rất là khỏe, không có bị phản ứng bất cứ một phản ứng gì. À, cô nói cô thủ sẵn Tylenol để cô uống nhưng mà cũng không cùng dùng tới nữa. Là chắc có lẽ là cái khi mà ngồi chích xong cái cổ ngồi cô hoạt động cái tay hoài đó thì cũng có thể là một cái phần nào nó giúp cho cổ để mà cổ không có bị những cái phản ứng phụ. Thì hy vọng đó cũng là một cái kinh nghiệm cho chúng ta ha quý vị. Và cô Hồng Nga thì cũng vậy, cô Hồng Nga nói là khỏe ru, không bị gì luôn. Không bị tí xíu gì luôn, rất là mừng. Chia sẻ cho quý vị biết để mà quý vị chuẩn bị đi chích thì đỡ có lo lắng. Nhưng mà nếu lỡ mình có bị gì thì giống như cô Phượng Liên hôm trước thì bị một chút xíu thì chỉ uống Tylenol thôi. Và cái này nó cũng tùy cơ địa quý vị, mình không có thể nói mà 100%. Loan Lộc nói mấy cô đó như vậy thì không có nghĩa là 100% tất cả chúng ta đều như vậy. Nhưng mà để cho mình đỡ lo sợ khi mà mình đi chích. Và mình cũng lường trước được là khi mà mình bị đau thì mình có thể mình uống Tylenol, về thì mình có thể lấy khăn ấm mình đắp vô cái chỗ mà mình vừa bị chích và mình khởi động cái tay mình thì nó sẽ giảm đi được rất là nhiều. Đó là một tí xíu kinh nghiệm mà Loan với Lộc muốn gửi đến với quý vị. Nói theo quý vị là cô Hồng Nga năm nay là 77 tuổi và cô Túy Hồng năm nay là 79 tuổi, còn vài tháng nữa là cô lên 80 tuổi rồi, nên yên tâm. Tin đầu tiên của ngày hôm nay thì ông Biden nói đến là tháng 5 Mỹ sẽ có đủ vaccine COVID cho người lớn. Tin từ Washington thì ông Joe Biden nói cuối tháng 5 Mỹ sẽ sản xuất đủ vaccine COVID-19 cho tất cả người lớn sống ở Mỹ. Ông cũng tiếp tục kêu gọi ưu tiên chích ngừa nhân viên lĩnh vực giáo dục trong vòng một tháng tới. Hiện tại chúng ta đang đi đúng kế hoạch có đủ vaccine cho mọi người lớn ở Mỹ đến cuối tháng 5. Nhấn mạnh việc chính quyền của ông nỗ lực gia tăng sản lượng, nhờ đó rút ngắn kế hoạch được 2 tháng. Cách đây vài tuần, ông cho hay đến cuối tháng 7, Mỹ mới đạt được mục tiêu đó. Trước đó, cũng trong ngày thứ 3, ông Joe Biden loan báo chính quyền của ông sẽ vận dụng đạo luật sản xuất quốc phòng để tăng sản lượng vaccine của hãng dược Johnson & Johnson. Vaccine một liều của Johnson & Johnson vừa mới được cơ quan FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp cuối tuần qua. Chính quyền của ông Joe Biden đang giúp bảo đảm cơ sở của hãng dược Merck có thể hỗ trợ Johnson & Johnson tăng sản lượng vaccine. Đây là mối quan hệ hợp tác bất thường giữa hai hãng dược đối thủ với nhau. Ông Joe Biden cũng kêu gọi tiểu bang xem giáo viên và nhân viên trường học là nhân viên thiết yếu trong kế hoạch chích ngừa. Ông đề nghị tiểu bang đến cuối tháng này chích ngừa ít nhất một liều cho giáo viên và nhân viên trường học, tất cả các lớp cũng như người giữ trẻ. Ông cho hay hiện đã có ít nhất 30 tiểu bang đưa nhân viên lĩnh vực giáo dục vào danh sách ưu tiên chích ngừa COVID-19, nhưng ông sẽ dùng đầy đủ thẩm quyền của chính phủ liên bang để yêu cầu tất cả tiểu bang và Washington DC làm tương tự. Và sự thay đổi này sẽ được thực hiện vào tuần tới. Theo đó, nhân viên trường học từ mẫu giáo đến lớp 12 sẽ được ưu tiên chích ngừa. Ông nói chính phủ liên bang sẽ sử dụng chương trình giao vaccine cho nhà thuốc Tây địa phương để giúp chích ngừa cho nhân viên ở lĩnh vực giáo dục. Thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott ngày 2 tháng 3 đã hủy bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại Texas và tuyên bố ông sẽ cho phép các doanh nghiệp mở cửa lại 100%.
Ông nói rằng trong gần nửa năm, hầu hết doanh nghiệp đã mở cửa 75% hoặc 50%, và trong thời gian đó, có quá nhiều người Texas đã bị gạt ra khỏi các cơ hội việc làm. Ông Abbott nói, quá nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ đã phải vật lộn để chi trả các hóa đơn. Thống đốc đảng Cộng Hòa cho biết trong bài phát biểu trước phòng thương mại Lubbock, việc này phải kết thúc, bây giờ là lúc để mở cửa Texas 100%. Mọi doanh nghiệp muốn mở cửa thì nên mở cửa. Những người tham dự đã cổ vũ và vỗ tay khi nghe ông tuyên bố. Hầu như cùng lúc với ông Abbott phát biểu trong buổi họp báo khác ở Mississippi, thống đốc Tate Reeves cũng của đảng Cộng Hòa cho hay sẽ hủy bỏ toàn bộ lệnh đeo khẩu trang tại tất cả các quận hạt, cũng như dỡ bỏ biện pháp chống COVID-19 toàn tiểu bang đối với gần hết các doanh nghiệp. Tôi sẽ thay thế lệnh hiện nay bằng khuyến cáo, ông Reeves nói. Lệnh duy nhất được giữ lại sẽ là biện pháp giới hạn sân vận động trong nhà ở 50% sức chứa và những biện pháp ngừa COVID-19 ở trường học từ mẫu giáo đến lớp 12. Hai vị thống đốc cho biết, ông dỡ bỏ các hạn chế vì sự xuất hiện của vaccine COVID-19, đồng thời các phương pháp thử nghiệm và điều trị đã trở nên tốt hơn. Texas hiện có các công cụ để bảo vệ người Texas trước virus. Ông Abbott đã ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại bang đông dân thứ hai của Mỹ cách đây 8 tháng, và ông cho biết sắc lệnh hành pháp để hủy bỏ các lệnh và hạn chế vì COVID-19 trước đây của ông sẽ có hiệu lực từ ngày 3 tháng 3. Wow. Như vậy là có hai tiểu bang đã bắt đầu dỡ bỏ hầu như là toàn bộ những cái lệnh cấm về COVID-19, cho mở cửa lại hầu hết tất cả các hoạt động. Họ không bắt buộc đeo khẩu trang nhưng mà chỉ là khuyến khích nên đeo khẩu trang thôi. Wow, Texas với lại Mississippi là hai cái tiểu bang tiên phong mà dám nói là hủy bỏ cái lệnh đeo khẩu trang, không có nghĩa là không bắt buộc người ta đeo khẩu trang, ai muốn đeo thì đeo. Cái đó là cũng là một cái khởi đầu cho một sự hy vọng mới, nhưng mà cũng nguy hiểm, mình cũng có thấy. Thì họ không bắt buộc nữa, nhưng mà cái đó tùy suy nghĩ của mỗi chúng ta thôi quý vị. Nếu mà mình muốn bảo đảm cho cái sức khỏe của mình cũng như cho những người xung quanh thì mình đeo khẩu trang và mình cũng hạn chế đi lại những cái chỗ đông người, tại vì nó chưa thể nào mà trở lại như bình thường được. Nhưng mà có những tiểu bang họ muốn mở cửa cho cái tiểu bang của họ để mà họ bắt đầu trở lại hoạt động bình thường, để mà vực dậy cái nền kinh tế rất là khó khăn, cũng như là đưa những người đang thất nghiệp trở lại với việc làm, để họ muốn bắt đầu xây dựng lại từ đầu với những cái mất mát vừa qua của cái COVID-19 này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ phân phối 237 triệu liều vaccine theo chương trình COVAX. Theo WHO, số vaccine trên do hãng dược AstraZeneca và Viện Huyết Thanh Ấn Độ sản xuất sẽ được phân phối làm hai đợt, với đợt đầu tiên trong tháng 2 và tháng 3 và đợt thứ hai trong tháng 4 và tháng 5 của năm 2021. Liên quan đến chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo dự kiến đến cuối tháng 5 sẽ có 237 triệu liều vaccine COVID-19 được phân phối tới 142 nước tham gia chương trình này của Liên Hiệp Quốc. Đây được xem là bước tiếp theo trong chương trình cung cấp vaccine COVID-19 cho các nước nghèo và thu nhập thấp do WHO tài trợ. Tiến trình phân phối này được kích hoạt từ cuối tuần trước, với các điểm đến đầu tiên là Ghana và Côte d'Ivoire. Trong ngày 2 tháng 3, các nước Angola, Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nigeria cũng tiếp nhận đợt phân bổ vaccine của COVAX. Và mình được biết là Việt Nam cũng đã tiếp nhận được 170 mấy ngàn liều. Wow. Của WHO. Và theo kế hoạch trong năm nay, chương trình COVAX sẽ mua khoảng 1,8 tỷ liều vaccine để phân phối. Như vậy là cái việc làm này của WHO thì mình thấy cũng bắt đầu có hiệu quả ha. Cũng một điểm son cho cái ông giám đốc từ hồi mà mùa dịch tới bây giờ là ông bị người ta nói quá. Nhưng mà tới bây giờ mình mới thấy làm được một số ít việc mà bắt đầu cảm thấy có ích cho thế giới về vấn đề mà phân bổ vaccine, thì cũng phải nhờ những cái sự hỗ trợ của rất nhiều nước cùng nhau góp tay vào để mà WHO mới có thể làm được chuyện này. Ông Tổng thống Biden rút lại đề cử Tandon làm giám đốc ngân sách Tòa Bạch Ốc. Thưa quý vị, vào hôm thứ Ba,
thì ông đã rút lại đề cử bà Neera Tanden để làm giới chức quản trị ngân sách cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Quyết định này được đưa ra giữa lúc việc đề cử bà Tanden làm giám đốc ngân sách Tòa Bạch Ốc bị phản đối gay gắt liên quan đến một loạt bài viết của bà trên Twitter nói xấu các nhà lập pháp Cộng hòa. Tôi chấp nhận yêu cầu của bà Neera Tanden muốn rút tên khỏi đề cử cho chức giám đốc ngân sách Tòa Bạch Ốc, ông Joe Biden ra thông báo cho hay. Tuy nhiên, ông Biden nói ông dự tính giao chức vụ nào đó trong chính quyền cho bà Tanden. Trong thư gửi Tổng thống Biden mà Tòa Bạch Ốc công bố, bà Tanden thừa nhận việc đề cử bà ngày càng trở nên khó khăn. Rất tiếc, dường như không có con đường nào để tôi được chuẩn thuận và tôi không muốn làm cho ông bị sao lãng những ưu tiên khác vì cứ lo đề cử cho tôi, bà Tanden nói. Bà Neera Tanden sinh trưởng tại tiểu bang Massachusetts, có cha mẹ là di dân từ Ấn Độ, bà lấy văn bằng cử nhân của Đại học UCLA và tốt nghiệp luật ở trường Đại học Yale University. Ngày hôm qua mình vừa mới đọc báo thì thấy là sẽ đưa bà này lên, nhưng mà tới chiều tối thì rút lại. Đã rút lại rồi. Thì tại vì họ biết là chắc chắn là khi mà đưa ra ngoài đi thượng viện thì cũng sẽ không có được. Cho nên giờ có kéo dài thêm thì cũng không có được cái gì hết. Thì được biết là bà này là bà làm tổng giám đốc của tổ chức Center for American, đó là viện nghiên cứu chính sách và có khuynh hướng cấp tiến. Bà chú trọng tới những cái việc về công bằng xã hội và quyền lợi của thành phần lao động. Và giữa bà và với cái phía bên đảng Cộng Hòa thì thường hay có những cái vấn đề xung khắc với nhau rất nhiều. Và nó vấn đề mà nặng nhất là vào hồi cuối năm ngoái á, là bà đã bỏ lên Twitter những cái bài viết mà nói về những cái vị bên đảng Cộng Hòa quá nhiều, rồi chỉ trích họ, rồi sau đó thì bắt bà phải gỡ, phải bỏ xuống. Thì có những cái sự đụng chạm với nhau từ trước rồi. Mà thấy ông Biden ổng hình như ổng có ưu ái những cái người mà phụ nữ mà gốc Ấn Độ ha. Giống như bà mà phó tổng thống cũng là gốc của Ấn Độ, bà này cũng là gốc người Ấn Độ. Thì chính quyền của ổng chọn lựa những cái người mà di dân, phần nhiều những cái người rất nhiều. Giống như là mỗi một cái lĩnh vực mà hồi trước giờ chưa có đó, thì bên chính quyền của ổng muốn phải có một vài người như vậy, giống như là những cái người mà đã từ người Nam chuyển giới rồi những cái người mà châu Á, những người di dân rất là nhiều người. Ông cho cơ hội nghĩa là cho mọi thành phần hết. Và ông muốn thu hút những cái sự mà đồng ý đồng cảm với ông từ những cái người dân đó ở trong nước Mỹ. Thưa quý vị, dân biểu Cộng hòa Paul Gosar, bang Arizona đã đề xuất một sửa đổi trong gói cứu trợ 1.900 tỷ mới được Hạ viện thông qua hôm thứ Bảy. Theo đó, ông đề nghị cung cấp check 10.000 đô cho những người Mỹ bị thiệt hại về tài chính do lệnh đóng cửa của chính phủ, theo Western Journal. Hôm thứ Bảy, Hạ viện đã thông qua gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ của ông Joe Biden trong một cuộc bỏ phiếu sát nút với 219 phiếu thuận và 212 phiếu phản đối. Trong một tweet hôm Chủ nhật, ông Gosar cho biết chỉ có 9% trong kế hoạch 1.900 tỷ đô la của bà Pelosi có liên quan đến COVID-19. Tôi đề xuất một sửa đổi cung cấp khoản kích thích kinh tế trị giá 10.000 đô la cho những người Mỹ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi COVID-19 và các lệnh đóng cửa. Hai đảng viên đảng Dân Chủ, dân biểu Jer Golden, bang Maine và Kurt Schrader, bang Oregon cũng đã bỏ phiếu phản đối dự luật. Họ lập luận rằng những khoản chi tiêu trong dự luật này không liên quan trực tiếp đến việc giúp đỡ người dân. Ông Golden nói, khi tôi xem xét toàn bộ dự luật, có chưa đến 20% tổng chi tiêu được phân bổ để giải quyết những thách thức cốt lõi và cấp bách của đại dịch COVID như tài trợ cho việc phân phối và thử nghiệm vaccine và các chương trình trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp của liên bang. Tôi hết lòng ủng hộ những phần này của dự luật và tin rằng chúng ta nên làm nhiều hơn cho những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch bằng cách tiếp tục kéo dài các chương trình trợ cấp thất nghiệp cho đến khi các chỉ số kinh tế cho thấy chúng không còn cần thiết nữa. Dân biểu tiếp tục rằng, thật không may,
Con đường mà các nhà lãnh đạo quốc hội đã chọn vượt xa những điều khoản quan trọng này tới hàng trăm tỷ đô la sau khi ủng hộ dự luật 4.000 tỷ đô la cứu trợ khẩn cấp COVID vào năm 2020. Tôi sẽ không ủng hộ việc chi thêm hàng nghìn tỷ đô la mà không nhắm mục tiêu hiệu quả hoặc trong nhiều trường hợp là không cần thiết vào thời điểm này. Ông cũng chỉ ra rằng loại chi tiêu thâm hụt khổng lồ này chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Cotton đã đưa ra một báo cáo nói rằng Hoa Kỳ nên thực hiện kế hoạch tách rời nền giáo dục ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, bảo vệ các trường đại học và phòng thí nghiệm của Mỹ, áp đặt lên lệnh phong tỏa kỹ thuật đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt chương trình thị thực 10 năm cho công dân Trung Quốc. Báo cáo của ông dài 84 trang có tiêu đề Beat China Target Decoupling An Economic Long War, tạm dịch là đánh bại Trung Quốc, tách rời mục tiêu và chiến tranh kinh tế dài hạn. Báo cáo được hãng truyền thông Vox của Mỹ gọi là chiến lược chi tiết nhất về cạnh tranh lâu dài giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, phản ánh sự đồng thuận ngày càng tăng của hai bên về mối quan hệ kinh tế trong tương lai giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và thực tế là quan điểm từ Washington đã được viết thành lời, tức là mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một trò chơi có tổng bằng không. Vào ngày 25 tháng 2, năm thượng nghị sĩ cấp cao của Đảng Cộng Hòa, trong đó có thượng nghị sĩ Cotton, đã chính thức đề xuất kiến nghị bãi bỏ thị thực nhập cảnh nhiều lần có giá trị 10 năm cho công dân Trung Quốc và quay trở lại thị thực nhiều lần thời hạn 1 năm trước năm 2014. Điều này nhằm gây áp lực đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc để cải thiện nhân quyền ở Trung Quốc. Vào tháng 7 năm 2020, FBI thông báo rằng họ đang điều tra gần 2.500 trường hợp gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chiếm khoảng một nửa số trường hợp phản gián của FBI. Nhưng giới học thuật Hoa Kỳ về cơ bản đã làm ngơ trước điều này. Báo cáo của Thượng nghị sĩ Cotton nói rằng các cơ quan nghiên cứu của Mỹ đã quen với hoạt động gián điệp có trật tự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tình hình này cần phải được thay đổi. Hoa Kỳ nên bảo vệ các trường đại học và phòng thí nghiệm, thực hiện các phong tỏa công nghệ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt hành vi trộm cắp tự do của Đảng Cộng sản Trung Quốc và buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chi một số tiền khổng lồ cho nghiên cứu khoa học cơ bản và đưa ra những lựa chọn khó khăn về phân bổ nguồn lực để theo kịp nghiên cứu của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nên cấm Đảng Cộng sản Trung Quốc cung cấp tiền cho các trường đại học, phòng thí nghiệm và các tổ chức nghiên cứu khác của Hoa Kỳ, bất kể nguồn tiền đó đến từ chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc hay một tổ chức tư nhân hoạt động thay mặt cho chính phủ của Đảng Cộng sản. Coi như là họ đưa ra những cái việc mà từ trước đến nay về hạn chế. Về cái mặt mà những cái trường học, những cái phòng thí nghiệm thì người Trung Quốc họ đã gia nhập vô quá nhiều, họ học trong đó rồi một phần những cái người đó là của bên phía chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và trong đó thì cũng là một phần là những cái kẻ là vô để mà ăn cắp những cái thông tin trong đó để mà đưa về cho bên chính quyền của họ. Chân cũng được biết là những cái kế hoạch này nè quý vị, là để mở rộng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ và cho người dân của Mỹ, cho người dân của Trung Quốc vào Mỹ với cái visa là 10 năm bất kỳ người nào nha quý vị. Và cái visa đó là multi, có nghĩa là ra vô nhiều lần, là bắt đầu từ năm 2014 và thời của ông Obama quý vị. Thì bây giờ họ lại thấy là cái tình trạng đó không nên nữa, tại vì bị nó tràn lan rồi. Quá rồi. Mới giống như là Covid vậy đó, mình không ngăn nó là nó bùng ra, nó trà trộn vô rồi. Mấy năm rồi Mỹ đưa ra những cái chính sách quá dễ dãi cho Trung Quốc thì nó tiến lên một cách quá nhanh luôn, đúng không? Mỹ mở cửa cho nó rộng rãi quá. Như là một cái thuế của ông Obama mà thời đó là ông cho cái thuế mà gửi hàng qua từ shipping từ Trung Quốc qua chỉ có vài cent một món hàng thôi. Thì cái đó nó làm
thất thu biết bao nhiêu là cái tiền nhân lực của bên Mỹ. Tại vì nhiều khi những người mà người ta đi đưa thư á, đưa cái món quà đó, người ta cái công người ta đi còn nhiều hơn là cái trị Có giá một của sen cho một cái gói hàng mà từ Trung Quốc ship qua tới Mỹ đưa thẳng tới nhà mình luôn, mà một sen là không biết là bên Mỹ nhận được bao nhiêu. Một sen là hai bên nó vừa Mỹ vừa Trung đúng Quốc. rồi. Thì bởi vì nó những cái chuyện nó xảy ra như vậy thì Quá nhiều điều kiện quá dễ nhiều điều dàng kiện. để bây giờ mà khi mà nhìn lại thì thấy họ quá phát triển luôn, là do những Cái chính sách này. chính sách quá dễ đối với Mỹ cho Trung Quốc trong cái thời gian vừa qua. Thưa quý vị, tin Biển Đông. Biển Đông căng thẳng leo thang khi diễn tập bắn đạn thật. Đài Loan thông báo họ sẽ tổ chức các cuộc diễn tập bắn đạn thật tại Biển Đông vào ngày 9 tháng 3 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực. Hãng tin Express của Anh dẫn tin Cục Cảnh sát biển Đài Loan CGA cho biết các cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ được tổ chức trên đảo Đông Sa Prator do Đài Loan kiểm soát. CGA cũng đưa ra thông báo rằng một cuộc diễn tập bắn đạn thật tương tự cũng đã được thực hiện vào thứ Hai ngày 1 tháng 3. Thông báo cũng đưa ra cảnh báo đối với các tàu hải quân và máy bay trước khi Đài Loan bắt đầu diễn tập vào lúc 8 giờ sáng. Cả hai đợt tập trận đều có vùng nguy hiểm dự kiến là cách đảo 8 hải lý và độ cao tầm đạn là 12.000 feet. Các cuộc tập trận bắn đạn thật này là một phần trong các cuộc tập trận theo lịch trình của CGA cho quý 1 năm 2021. Trong những tháng gần đây, máy bay quân sự của Trung Quốc đã xâm phạm không phận gần quần đảo Đông Sa gần như hàng ngày, đã có sự gia tăng hoạt động lớn tại khu vực phía Tây của vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Thì vừa qua là Trung Quốc nói là trong vòng tháng 3 là cấm những cái coi như là cảnh báo những cái người trong khu vực Biển Đông á, cái khu vực đó là Trung Quốc sẽ tập đánh trận thiệt. Thì bây giờ Đài Loan đã đáp trả bằng cách là cũng thực tập Họ bắn cũng họ cái này là họ có cái quyền của họ, và họ cũng nói là họ tập trận và bắn đạn thật. Thì đây là một cái sự nguy cơ rất là căng thẳng ở những cái vùng biển đó. Nếu như mà không có sự can thiệp để mà hòa giải với nhau, và mỗi nước ai cũng nói là bây giờ tôi ra tôi tập trận rồi bắn rồi, bắt đầu là sẽ có những cái việc không tốt nó xảy ra. Bây giờ Trung Quốc nó làm quá, nó lấn át quá thì giờ Đài Loan họ không chịu nổi nữa thì họ cũng muốn buông ra, nhưng mà họ làm như vậy trên tinh thần là họ thấy họ có được cái sự hỗ trợ của những cái nước kia, nhưng mà thật sự thì Đài Loan thì cũng không có thể nào mà đánh nổi lại với Nhỏ Trung bé Quốc, quá, thật là nhỏ bé. quá nhỏ bé. Thì mình hy vọng những cái nước lớn hãy cùng nhau bảo vệ những cái nước nhỏ để mà đừng có gây ra những cái chuyện không có tốt sắp tới. Ngày 2 tháng 3, các quan chức chính phủ cao cấp của Đức cho biết một khinh hạm của nước này sẽ khởi hành tới châu Á vào tháng 8 tới, và trong hành trình trở về sẽ trở thành tàu chiến Đức đầu tiên đi qua Biển Đông kể từ năm 2002. Các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của Đức cho hay tàu chiến này sẽ không đi qua cái mà các quan chức gọi là khu vực 12 hải lý, ý chỉ là khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố phần lớn Biển Đông thuộc chủ quyền của nước này, nơi Bắc Kinh đã thiết lập trái phép nhiều tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo, tuy nhiên đã bị quốc tế phản đối. Hải quân Mỹ thường tiến hành hoạt động tự do qua lại, trong đó các tàu nước này sẽ đi gần một số đảo nhân tạo, khẳng định quyền tự do tiếp cận các vùng biển quốc tế. Mỹ vẫn thường cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, cũng như cố gắng đe dọa các nước láng giềng châu Á. Mỹ thì đi ấy vô, nhưng mà Đức họ nói họ đi nhưng mà họ không xâm nhập vào Cái vùng 12 hải cái lý. vùng 12 hải lý đó. Họ phải nói họ phải xâm nhập chứ, là bởi vì cái vùng đó là cái vùng quốc tế được quyền Được quyền đi, đi. phải để cho Trung Quốc nó biết là đó không phải là cái vùng của nó. Cái vùng đó là cho tàu thuyền, tàu bè của các nước đi lại, miễn là không xâm phạm vào cái phần hải lý của nhau mà được quốc tế công nhận thôi. Chứ nó cứ nói là của nó rồi không dám đi vô thì nó nghĩ nó là của nó thiệt. Tin Việt Nam, một người phụ nữ tại Sài Gòn tử vong sau khi tiêm filler nâng ngực.
Thưa quý vị, có một người phụ nữ đó thì hồi hồi đó giờ thì mình nghe nói là giải phẫu thẩm mỹ ngực là ví dụ như là được đặt cái túi nước biển hoặc là đặt cái túi gel, rồi nhưng mà sau này thì ở bên Việt Nam lại có cái phong trào đó là không không đặt túi mà là họ bơm bơm cái filler vô để mà nâng ngực lên, thì họ nghĩ như vậy thì nó không có hại, với lại không phải mổ xẻ, không có phải đau đớn nhiều. Nhưng mà mới vừa qua thì cái cô này cổ 32 tuổi, cổ tiêm cái filler để nâng ngực lên thì sau một tuần lễ cổ bị cảm thấy bị khó thở và bị ho ra máu, thì gia đình mới đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng mà không cứu kịp. Qua một ngày hôm sau thì cổ qua đời. Thì khi mà nhập viện vô thì thấy cổ bị khó thở thì nó lại trùng hợp với cái lúc là bệnh COVID-19, thì họ mới cho xét nghiệm COVID-19 nhưng mà là không phải, cổ là âm tính với lại bệnh COVID-19, và cổ không hề có một cái bệnh gì mà trước đây hết. Rồi tự nhiên tiêm filler có 3 4 ngày thì thấy mệt quá. Rồi đi khám thì thấy là phổi là bị viêm phổi, rồi cái bị khó thở, thì khi mà đưa vô bệnh viện cấp cứu thì không hiểu sao lại qua đời. Sao nguy hiểm ha. Hồi xưa đó là Lộc nghe, hồi lúc mình còn nhỏ đó thì Lộc nghe là người ta tiêm silicon. Bây giờ thì silicon thì nó sau một thời gian silicon nó đóng thành một cái cục rất là cứng quý vị. Nhiều người người ta phải mổ để mà nạo cái silicon nó ra, mà nó đóng thành một cái chất giống như là chất rắn chứ không phải là một chất lỏng nữa. Mà nhiều khi nó còn bị nở ra nữa, nó bị nở ra nữa. Đúng rồi, Lộc nhắc tới cái silicon mới nhớ là hồi đó cái đó là ghê dễ sợ. Nhiều người người ta bơm vô rồi xong bắt đầu nó bị biến chứng, cái nó người nó bị đóng cục, mà nó cục 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 cục, rồi có chỗ thì nó bị teo lại, có chỗ thì nó phình ra, rất là kinh khủng luôn. Thì lúc sau này người ta nói là không nên xài những cái bơm vô như vậy, và dạo sau này thì lại xài cái filler. Mà thật sự đó thì filler nó có rất là nhiều dạng luôn, có nhiều nơi, nhiều cái thẩm mỹ viện người ta nói là người ta sử dụng filler dạng cao cấp nhất, tốt nhất hay cái gì, mà cái người được xài đâu có biết đâu, đâu có biết là họ bơm cái gì vô người mình. Có những người mà đi vô mà filler bơm cái lỗ mũi vô á là bị mù mắt luôn, Nó bị bị ảnh nó hưởng ảnh đó, hưởng nó qua. bị effect đó, nó ảnh hưởng. Thì họ vẫn đang nghiên cứu xem có phải là vì cái filler mà ngực mà cái cô này cổ bị chết không, chứ cổ không hề bị một cái gì và cổ không hề có một cái bệnh gì trước đó hết, thì họ sẽ điều tra xem. Và trước mắt là họ nói là do cái vấn đề đó đó quý vị, cho nên ở Việt Nam mà chúng ta mà đi làm đẹp hay gì là phải phải chọn lựa cái nơi rất là kỹ Người càng, uy tín. nhất là những cái bộ phận mà bên trong cơ thể của mình đó, mà cần phải để thuốc mê hay gì đó, thì chúng ta phải vào bệnh viện, phải đi những cái nơi thẩm mỹ mà họ dành những cái phòng mổ ở trong bệnh viện cho mình, chứ đừng nên tới nhà riêng mà làm ở nhà riêng. Có chuyện gì người ta còn người ta không có cứu kịp kịp đó quý Rất vị. là nguy hiểm. Một cái câu chuyện để mà chúng ta rút kinh nghiệm, phải ví dụ muốn làm cái gì hay là muốn làm ở đâu, chúng ta phải tìm hiểu rất là kỹ ha quý vị. Thưa quý vị, sáng ngày 3 tháng 3 thì Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết theo có thêm 3 ca mắc bệnh COVID đều là người nhập cảnh đã được cách ly ngay sau tại Bình Dương và Kiên Giang. Tính đến 6 giờ sáng của ngày 3 tháng 3 thì Việt Nam có tổng cộng là 1.561 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, và số lượng ca mới tính từ ngày 27 tháng 1 đó, là cái khoảng thời gian gần đây mà bị bùng dịch đó, là 868 ca. Như vậy thì trong những ngày qua thì ngày hôm nay là cái ngày mà mình thấy ít có phát hiện ca bệnh mới nhất, thì thấy cũng có vẻ là tình hình nó ổn rồi. Và một cái tin mừng đến với Sài Gòn là cuối tuần này thì những cái sân khấu ca nhạc kịch đã bắt đầu mở cửa lại vào ngày thứ năm của tuần này, là ngày mai đó quý vị. Tin rất là vui cho ở Sài Gòn ha. Đọc mấy anh chị mấy em ở bên Việt Nam mà được mở sân khấu hát lại, trời ơi mình thèm quá. Hồng Loan là đúng đúng một năm rồi, đúng một năm thưa quý vị, không có được đứng trên sân khấu để mà diễn cùng với lại khán giả.
Nhớ lắm. Sắp rồi, cuối năm này người chích hết xong là có quyền đi thoải mái rồi. Hy vọng, nhưng mà mình không biết là cái tình hình khi bắt đầu mở cửa trở lại, mọi người có dám đến rạp để mà xem hát giống như hồi xưa không nữa. Mình nhớ quá, nhớ cái sân khấu, nhớ khán giả, nhớ nhớ kinh khủng luôn. Thôi đừng buồn nữa, vui lên đi. Nhắc tới nhớ cái muốn rình rình nước mắt. Em muốn vui kể chuyện vui cho em nghe đi chứ giờ tự nhiên buồn quá rồi. Chuyện vui hả? Ừ. À, có cái chuyện này thì hồi nhỏ đó mà hễ mà con nít mà khóc hay gì đó thì ba hay mẹ hay chú hay bác gì hay nói là con với ông kẻ đó tới là bắt con đó, hay là có người ông ba bị, có người ta gọi là ông ba Ông bị ba bỉ là gì? là ông kẻ À, ông à, kẻ. ông kẻ đó hồi xưa người ta nói còn nói là ông kẻ tới kìa, ông tài tới kìa là ăn cơm bác ảnh không ăn cái ông kẻ tới phải ăn rồi đang khóc ông kẻ tới kìa nín đi phải nín thì có một câu chuyện nói về ông kẻ nghe không? Thì có hai vợ chồng nọ có đứa con 5 tuổi rồi mà cứ khóc nhẹ nhẹ suốt ngày à. Cái một hôm nhầm vào lúc có người bạn đi tới nhà chơi á, mà trong lúc đó nó đang khóc nữa chứ, đang khóc dễ sợ luôn, cái ông cha mới là dọa nó, nói nè con nín đi, nếu mà không á là ông kẻ ông bắt con á. Cái ông bạn mới vừa bước vô đó biết ý, cái ông trợn mắt phùng mang lên làm cho thằng nhỏ hết hồn, núp vô mặt của mẹ nó rồi nín khóc luôn. Thì mấy ngày hôm sau ông chồng đi làm về sớm hơn mấy ngày thường lệ thì mới thấy, vừa mới bước cửa vô nhà thì thấy con ổng không có khóc mà mừng rỡ vui cười chạy lên la lên, yeah ba ơi vui quá ba ơi vui quá ba ơi. Cái bà nói ủa có gì mà vui vậy, hôm nay sao con không không khóc mà con vui vậy? Dạ con vui quá. Sao con vui? Dạ ông kẻ đó ba. Ừ ông kẻ đó mới bị mẹ nhốt vô tủ quần áo rồi ba. Ông kẻ không có nhát con mà ông kẻ sợ ba. Ba nhát không kẻ. Rồi chuyện sau đó sẽ tiếp theo sẽ như thế nào ha, quý vị Tự 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 nghĩ kể tiếp suy nghĩ. cho lót lọc nha của quý vị. Cái vụ tiếp theo này mới là À, hấp tiếp theo là Lộc cần lớn những cái ý kiến của quý vị cứ comment như đây coi coi tiếp sau đó là ông kẻ sẽ như thế nào và ông cha sẽ như thế nào. dẫn. Hôm nay thì Lộc lần gửi quý vị một số tin tức và một nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại quý vị. Chào tạm biệt.